chào mọi người ha. Đây một là một ca phẫu thuật nâng mũi cho bác sĩ Lâm vừa thực hiện xong ha. Đầu tiên bên đây là hình trước khi mà bạn phẫu thuật ha, thì mình thấy cái phần sống mũi của bạn bị gãy nè, đầu mũi thì to bè nè. Rồi bên đây là hình sau khi bạn vừa phẫu thuật xong ha, cơ địa của bạn rất là tốt nên mình không có thấy sưng luôn, mình cũng không có thấy bầm ha. Đầu tiên bây giờ mình thấy cái phần sống nè, nó cao nhưng mà nó cao dáng S-line rất là thanh cái gương mặt của mình ha. Phần gãy bây giờ là hết gãy rồi. Đúng rồi, mình thấy đầu mũi không? Đầu mũi bây giờ nó được thon gọn hơn ha, được kéo dài ra ha. Đầu mũi bên đây trước khi làm mình thấy hai bè nè, mình thấy hai cái lỗ mũi nó bị hở nè. Bây giờ mình sẽ quay cái dáng mũi của bạn khi nằm nghiêng cho mọi người xem ha. Đây là dáng mũi nằm nghiêng, các bạn thấy không? Cái mũi nó ngắn, có chiều hướng nó hơi hết lên ha. Và cái phần trong mắt thì cái phần sống mũi nó bị gãy ha. Còn bây giờ các bạn thấy nè, dáng mũi S-line nè, cao đều nè, thanh ha. Mình kéo dài được đầu mũi ra luôn. Cái phần gãy bây giờ là hết rồi. Nhìn cái sống mũi nó rất là thanh và đẹp ha. Chỉ mất 30 phút là mình làm xong một cái mũi như thế này các bạn ha. Các bạn nhớ theo dõi trang của bác Long để xem tất cả phẫu thuật tiếp theo bên mình nha. Cảm ơn mọi người ạ.